Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 79. Chuyện tiếng trống ồn ào. Tiền thân Karasara ăn cướp giết bò xong. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một vị đại thần. Nghe nói một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng. Sau khi thâu thuế cho vua ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp: ta sẽ đưa các người làng vào rừng, sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho ta một nửa. Nói vậy xong, vào tảng sáng, vị ấy tụ họp các người làng ấy lại, dẫn họ đi vào rừng. Rồi các tên cướp đến ngôi làng không được bảo vệ ấy, giết trâu bò, ăn thịt, cướp bóc làng và bỏ đi. Đến chiều, vị ấy về làng với đám tùy tùng. Không bao lâu, việc làm của vị ấy bị bại lộ và được trình báo với vua. Vua cho gọi vị ấy đến, xác nhận tội của vị ấy, xử phạt vị ấy đúng theo luật nước, và sau đó cử một người khác lên thay. Rồi vua đi đến Kỳ Viên báo cáo với Thế Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói: thưa đại vương, không phải chỉ nay đạo đức của vị ấy là như vậy, trước kia vị ấy đã như vậy rồi. Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua cử một ông quan làm trưởng một làng ở biên địa. Sự việc xảy ra như câu chuyện trước. Khi ấy, Bồ Tát là một thương nhân đang đi qua lại tại vùng biên địa và sống trong ngôi làng ấy. Khi người thôn trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông đảo, vừa đi về vừa đánh trống, Bồ Tát nói: người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng, và đợi đến khi bọn cướp đã chạy trốn trong rừng, nó lại trở về làng, vừa đi vừa đánh trống. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: ăn cướp giết bò xong, đốt nhà người bị bắt, nó về với tiếng trống vang khó chịu. Như vậy, Bồ Tát đọc bài kệ này chỉ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, việc làm của kẻ ấy bị bại lộ, và nhà vua phạt kẻ ấy theo luật nước. Bậc đạo sư nói: thưa đại vương, không phải chỉ nay đạo đức của kẻ ấy như vậy, thuở trước đạo đức của kẻ ấy cũng như vậy rồi. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, vị đại thần là vị đại thần hiện nay, và người hiền trí đọc bài kệ là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说